Tiếp tục thôi. Bảy con là con mừng. Sạch cỏ đủ quá. Sao mất bảy? Có không? Nghe hiểu rồi. Chuột đâu rồi? Ừ, chuột còn luôn. Chết luôn. Chết lớt cơm. Cho bột lúa luôn mày. Hôm nay mày mập dữ lắm rồi đó. Bờ dính được tới 3-4 con cây rồi. Hết luôn thì đâu. Sao lòi dữ vậy? Mày kỹ lắm mà cũng lòi. Chuột chạy ra luôn. Hết ham luôn. Cái này sao đây? Lời không thấy gì hết trơn. Nhiều nữa. Chuột còn luôn. Được con hổ hèo cái rồi luôn. Chà, lúa đẩy ra nha. Ba tầng rồi mà lúa còn dày chắc nghi. Đẩy ra chỗ này chắc nghi lụm hàng. Nặng không? Nặng nặng nha. Gì đây? Rồi đen xì luôn. Bụi nhỏ. Cũng đâu bị mấy đâu. Tiếp theo bà con ơi. Thấy cái đuôi á. Còn gì đây? Mưa ngăn không. Đập xuống đuôi xét không được. Khó quá. Khó quay quá. Nặng nặng mà còn gì. Rồi. Còn gì nhỏ xíu hư ghê. Có em hổ ngự à. Ôi, thấy hổ ngự à. Nhỏ xíu vậy sao nó ăn con chuột được. Quốc đông cất trong phân, nhưng mà lạnh nè. Nhỏ xíu vô lỗ con chuột luôn. Thiệt tịch. Hơi ga dùm cái không ơi. Kẹt đầu rồi chết. Để thăm cái kia mà kẹt đầu chết con rồi. Rồi hỏi cái chú. Chú làm vuông gần đây có ăn cho không? Chứ đi thăm tới về chắc nó sình hư. Nó mới chết à. Cho ông không ăn không? Về là nó hư chắc luôn. Nó kẹt đầu tại vì nó, có lẽ nó không chết mà tại nó dặn
nại nó xeo gãi cổ chết. Mẹ mới vô thăm kẹt thấy nó còn thở, gỡ nó ra xong cái nó chết luôn. Khó gỡ quá. Quỷ nhỏ nhỏ ăn đầu khó gỡ gần chết. Vậy mà sao ăn con chuột được hay thiệt tình. Nhỏ quá thả nha bà con. Trời ơi, hết kẹp con kia gỡ con kia cho ra cái kẹp bên này ra dùm cái đi. Ok chạy tung ra chạy cái ào thôi kia. Có gì không? Lâu lắm rồi, 3 tầng ngay rồi. Lúa tàu, tiều tàu không? Chút chết tôi mất tiều. Chút đâu ta? Chết hay gì đâu mất tiều à? Chết cùng bơm còn sát chứ. Ơi, này đợi ca nó vô ăn đá, ăn đá chui ra tức tùm lum. Vô ăn nghĩa tùm lum này nhỏ chui ra luôn. Tui đầu nào à, có hàng rồi. Cái này lâu lắm thằng lấy rồi, bữa nay mới có hàng. Mèo luôn, mèo khủng rồi. Khủng dữ không? Kéo ra cái khủng dữ dằn không? Kiếp máy. Khủng dữ lắm. Này chắc chắn. Kiếp mốt kia hai. Cái dài thôi chưa gặp đầy đầu hết. Còn hai thai bay khác rồi con ơi. Không thấy cá lóc nữa. Tiêu. Thấy rồi, thử coi nó cá bự dưới không. Còn ở đông dưới nè. Bố
mệt quá vậy nó trốn hết rồi. Dễ về sang cá lóc. Ba tầng thâm mà cũng không có dính gì nhiều, đồ nặng, có cứt à, cứt không? Ủa, ngựa, đú đầu rồi luôn. Nãy đằng kia dính con hổ ngựa, kẹt đầu chết, xịn, gì hai con luôn, trời ơi. Hai cái đầu cặp luôn, ông dính thôi, dính lần hai con như vậy lại hai cái đầu luôn. Con vàng bự nhỏ thật là đắng mát bắt ghê ra. Hay gì nó nặng, nó nhỏ xíu mà sao nặng. Hai con nãy con hổ ngựa kia chết rồi, cỡ con nhỏ này chặt đầu trong quờ trong quắt nè, hổm đầy kính lắm mà ta trụ cầu này. Lúa còn con gì nhiều giờ chuột còn không ăn lúa luôn. Cho mày thêm bọc nó rồi. Rồi, thăm ngày hôm nay được 5 con, 2 con heo, 2 con ngựa, nhưng con đại ca đây, con đất nha, đất này chắc cỡ nửa ký, bóng lưỡng luôn. Thì anh em nào hổm đặt hàng đó thì giờ mới thăm về có mấy con rồi, tới bắt về nhậu nha. Nói chung hôm nay chết cũng nhiều lắm, tại vì đợt này tới 3 tầng mới thăm mọi người, 3 tầng mới đi thăm thì nó chết là cũng 4 con. Lớp kẹt đầu chết, lớp lâu quá anh chết. Chết hết 4 con, không có quay luôn. Chết thì xin quay làm gì. Kết thúc clip luôn. Thì ngày hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Anh em mà vô xem rồi đặt gắn nhậu đó thì tới bắt nha.